Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13 tháng 3 loan báo Hoa Kỳ ngừng vận hành các phi cơ Boeing 737 MAX 8 và MAX 9 sau khi hai chiếc máy bay loại này bị rơi trong vòng 6 tháng, khiến mọi người trên máy bay đều thiệt mạng. Thân nhân đau buồn tưởng nhớ các nạn nhân trên chuyến bay 302 của hãng hàng không Ethiopian Airlines lâm nạn sau khi cất cánh từ Addis Ababa hôm 10 tháng 3, khiến tất cả 157 người trên máy bay thiệt mạng. Nhà Trắng cho biết, chính phủ Mỹ đang trong giai đoạn đầu của cuộc điều tra. Phát ngôn nhân Tòa Bạch Ốc cho biết, ít nhất 8 công dân Mỹ nằm trong số các nạn nhân. Mỹ đang làm việc với chính phủ Ethiopia và hãng hàng không Ethiopian Airlines để hỗ trợ mọi thứ có thể. Lệnh cấm của Mỹ được đưa ra sau khi vài chục nước đã ra lệnh cấm vận hành máy bay Boeing 737 MAX 8. Hôm 29 tháng 10 năm ngoái, một máy bay loại này của hãng Lion Air đã gặp nạn ở Indonesia với toàn bộ 189 người trên máy bay thiệt mạng. Các cuộc điều tra phải mất nhiều tháng, tuy nhiên, chỉ dấu ban đầu cho thấy tình huống tương tự giữa hai vụ tai nạn. Các chuyên gia không đang đặt dấu hỏi về độ tin cậy của dòng máy bay này, nhất là ở thiết bị kiểm soát chuyến bay. Họ không đặt dấu hỏi hay nghi ngờ gì về chuẩn mực an toàn của Ethiopian Airlines. Do có vô số những quan ngại về vấn đề an toàn và tâm lý chung, tôi nghĩ cũng hợp lý khi ngưng cho loại máy bay này hoạt động đến khi chúng ta có thông tin rõ ràng hơn. Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren của Đảng Dân Chủ còn đi xa hơn một bước khi kêu gọi Quốc hội điều tra liệu chính quyền Trump có đang bảo vệ gã khổng lồ sản xuất máy bay Boeing hay không. 737 MAX 8 là phiên bản mới nhất của dòng máy bay bán chạy nhất của hãng Boeing.